Dẫn Tăng Chi Bộ Kinh Chương Sáu Pháp Phẩm Chư Thiên. Đêm nay này các tỳ kheo, có một thiên nhân sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chiếu sáng toàn vùng Chê Ta Quá Ná, đi đến ta. Sau khi đi đến đảnh lễ ta rồi, đứng một bên này các tỳ kheo, thiên nhân ấy nói với ta: Cô sáu pháp này, Bạch Thế Tôn, không đưa tỳ kheo đến thối đọa, thế nào là sáu? Kính trọng đạo sư, kính trọng pháp, kính trọng chúng tăng, kính trọng học pháp, kính trọng không phóng dật, kính trọng tiếp đón. Sáu pháp này, Bạch Thế Tôn, không đưa tỳ kheo đến thối đọa. Này các tỳ kheo, thì những ấy nói như vậy. Nói như vậy xong, vị ấy đảnh lễ ta, thân bình hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Xin tôi giải thích cho con nội dung kính trọng tiếp đón đối với những đối tượng nào? Thưa quý vị, cái kính trọng tiếp đón Patisantha Raga Rawata, khi mà sư mở cái chú giải của cái đoạn kinh này ra đó, thì chú giải nói rằng kính trọng tiếp đón ở đây đó, tức là mình tiếp đón với nhau bằng pháp. Nghĩa là sao? Khi mà chúng ta tiếp xúc với nhau, chúng ta đối đãi với nhau, chúng ta gặp gỡ nhau, chúng ta có hai cách để chúng ta đối đãi. Thứ nhất là chúng ta đối đãi với nhau bằng vật chất, bằng môi miếng. Ví dụ như mình gặp nhau khen, xã giao, nói chuyện tám, tốn nhiều thời gian cho những cái chuyện là trên trời dưới đất. Hoặc là tiếp đãi với nhau đó, đem bánh, đem kẹo, ngồi chơi xơi nước, thì đó là tiếp đãi với nhau bằng vật chất. Cái thứ hai đó là tiếp đãi với nhau bằng pháp. Tức là sao? Tức là như Đức Phật ấy, dạy một vị tỳ kheo, đó là này các tỳ kheo, khi hai vị tỳ kheo gặp với nhau thì có hai chuyện để làm. Một là bàn luận về Phật pháp, hai là giữ sự im lặng của bậc thánh. Thì cái chuyện giữ sự im lặng của bậc thánh ở đây đó, tức là hành thiền, tức là hành thiền. Như vậy đó, khi mà chúng ta đối đãi với nhau mà để mà không có đưa đến thối đọa, thì chúng ta phải đối đãi với nhau bằng pháp. Tức là mình gặp nhau mình chỉ nói chuyện với nhau bằng pháp hoặc hành thiền với nhau thôi, thì như vậy đó chúng ta sẽ không có thối đọa. Còn nếu như chúng ta gặp nhau mà chỉ đơn giản là bày cà, bày nước, bày bánh, bày kẹo bày ra để chúng ta bắt đầu chúng ta ngồi chuyện, nói chuyện mà ngồi chơi xơi nước, ngồi nói hết chuyện trên trời dưới đất, từ làng này qua làng khác, từ năm này qua năm khác, nói chuyện kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, rồi nói chuyện, nghe cái chuyện từ thiện, thì nói hồi cũng nói là thôi bây giờ có người từ thiện mà gom tiền không chịu đi làm, hoặc là có người từ thiện mà chỉ để mang danh mang lợi, hoặc là mang cái danh từ thiện để được cái này được cái kia. Nói chung á, là mình nói một hồi là mình đi cái chuyện nó xa rời giáo pháp. Thì như vậy là chúng ta đi đến xa đọa. Đấy. Bạn Duy Nguyễn muốn gửi câu hỏi đó vào cái phần nội dung của cái của video đó. Quý vị sổ xuống, sổ xuống phần nội dung, sổ xuống phần nội dung ở cuối cái nội dung á, nó có đường liên kết. Thôi sư gửi cái này cái liên kết ngắn cho quý vị dễ thấy. Đây. Thì đó là cái kính trọng tiếp đón.